Rồi nha. Hai, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đi rừng làm đại nha. Trên tay tôi đang cầm một con cua đờ kinh đờ tâm, gọi là cua hoàng đế các bạn, đờ kinh đờ tâm. Mà tôi mới vừa đi xin mà cô bé bán cua. Hôm nay tôi sẽ làm thử cái món tiết canh cua đờ kinh đờ tâm cho các bạn xem. Để xem coi cái món tiết canh ăn ngon không. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh tiết canh cua hoàng đế. Bắt đầu nha. Đây đây đi, cua hoàng đế thì các bạn đã biết rồi đó. Không thì các bạn cứ xem cận cảnh đi, các bạn sẽ thấy. Đây là cua hoàng đế, là cua hoàng đế sau cái kinh nghiệm chinh chiến bao năm. Đây là cua hoàng đế này, nó chỉ ăn được mấy cái chân thôi bạn. Thấy không? Nó có mấy cái chân, lại là mình khều hoài với lại. Khều nó đánh lắc lắc. Nó khều à? Ở cuộc sống mà. Đó thì nó lắc 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 lắc. Đấy, cua hoàng đế như nó không có ngạch, nó chỉ có cái chân thôi. Ủa mà sao kỳ lâu? Cái cục mang lại cục gì mà nó bự ghê nè. Ừ. Nè, để chuẩn bị cái món cua hoàng đế, tôi chuẩn bị sẵn mấy con tôm rồi nè. Tôi sẽ bắt đầu luộc vỏ tôm đây, tôi làm lấy tôm làm nhân đó bạn. Tôm lấy nhân, tôm này không cần đầu, lấy thịt làm nhân. Múi dao như là vua đầu bếp á. Chít kinh vua đầu bếp. Nhớ, múi dao ghê không? Múi dao nhanh như một cái máy. Các bạn thích lấy làm nhân cũng được, các bạn thích lấy lòng heo làm nhân cũng được. Không mà thấy tiết canh hải sản thì mình lấy hải sản làm nhân cho nó hợp lý hơn. Lọc khoai hay. Tiết canh heo. Lấy lòng heo thích làm tiết canh. Lòng heo tiết canh, lấy lòng heo lấy gì làm tiết canh. Lấy lòng lợn. Lấy lòng lợn làm tiết canh. Ừ. Rau nãy mới xin của cô bé bán rau. Một ít rau sạch. Chưa có thuốc trừ sâu. Mà sao nghe quảng cáo là rau em sạch mà sao nó héo queo hết. Không biết có lừa mình không. Thì rau sạch đó, để cả tuần rồi mới rau mới sạch. Nó mới héo. Đó cho nó cay. Nó đánh lên cái bị the. Rồi xong. Anh bỏ từ đi. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu cắt lấy tiết. Cầm đâu? Nó có hai đầu không? Cầm như lấy. Wow. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tiết canh cua hoàng đế the rack in the tum. Chúng ta sẽ chọn một cái khớp ở đây nè bạn. Chúng tôi sẽ cứa một khớp đây. Khớp đây là máu của nó sẽ phụt ra. Nó phụt ra như chưa bao giờ từng phụt. À, những cái khớp trên rất là nhiều máu. Đấy, tôi hướng dẫn các bạn cách những khớp chân nè. Mà đa số tôi nghĩ là bạn cách một khớp chân là đủ máu để cho một tiết canh nhiều. Nếu mà bạn ăn mà cả một đại đội á thì các bạn cắt hết nguyên 10 ngón luôn. Tôi chỉ có một tiểu đội nhỏ à, nên tôi ăn ít nha. Đây là máu ra thấy không? Máu tôm ra lộn. Máu cua the last in the custom. Nó chảy ra nè. Quá chuẩn. Cắt tiết quá chuẩn. Rồi. Một thằng. Máu đau nè. Quá, con này năng cái gì mà lắm máu thế không biết nữa. Nghe không? Máu chảy lai láng, chảy như quân nguyên. Lắc lư chúng ta hay lắc lư quanh cái dốc cao lên anh đầu bếp. Đó nó chảy à. Anh đưa lên cao, anh hạ xuống đường không thấy anh đầu bếp. Rồi. Mất cái gì? Mất hướng rồi, hồi nãy chạy ghê lắm à. Chắc cái này đó, đang chạy. Tôi lấy máu ở trong cái khớp chân của nó. Và đây, máu chạy ra quá chừng, cái con này bự, đúng là con này 2 kg mấy? 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi. Hình như máu nó khoảng cỡ 2 lít rưỡi. Không ngờ máu lại nhiều ghê ta. Biết nãy mà mua thêm cái chục cái con tôm sú nữa cho nó nhiều. Đây có một mẫu chân là chừng này thôi ha, 10 chân kia 10. 10 chân chắc mẫu lai láng. Kinh nhờ. Trời gì khiếp thật. Kinh nhờ. Quá nhiều ha. Quá nhiều. Một tô máu. Thôi rồi được rồi, này nó đông được rồi đó. Kẹp lại cho cầm máu lại. Kẹp lại cho cầm máu lại.
Rồi rồi rồi. Cố gắng cầm cái dãy, chừng cái dãy nghe không? Rồi. Để qua bên. Cái con này chúng ta đi thiết kế riêng tí tụi mua nó luôn. Ồ, quá đã. Nó cũng hơi lưng nhưng mà tại cho nhiều máu quá nên đấy. Sao rồi? Mày mạnh hả? Mạnh, máu nó mạnh. Ok, con cua anh kêu anh đầu bếp mang em con cua qua đấy. Anh đầu bếp mang em con cua. Anh đầu bếp. Để trên bàn luôn ha. Trên bàn luôn cho nó đẹp luôn. Bỏ rổ nó vướng víu quá. Chấm gì anh đầu bếp? Chấm đây cái ớt. Đây tôi sẽ làm ớt siêu cay đây nè. Đây. Chấm ớt siêu cay. Ớt hả? Chấm ớt hả? Chứ ấy là tôi nói là anh giả nè, anh giả có tâm ghê á. Anh muối ớt siêu cay. Trời. Anh thấy toàn ớt không thấy muối được hết. Ăn vậy mới ngon. Cua hoàng đế phải ăn vậy mới ngon đấy. Rồi cho em bán cho em 5.000 đồng phòng anh à. Phòng có luôn, anh 5.000 đồng phòng luôn. Xí này đưa 10.000 nha. Lấy hạt ra. Lần đầu tiên tôi làm tiết canh. Vắt chanh lên là nó đóng ván hết lại á. Đúng rồi. Này đóng ván lại nè. Là một phản ứng hóa học. Acid gặp hydrid. Vừa thôi coi chừng là nó chua quá là không được. Đúng rồi, rắn lên. Đây là lần đầu tiên mà tôi làm cái món tiết canh cua hoàng đế. Là The Dutch in the Cum muốn chia sẻ tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ nếm thử cho các bạn xem cái món ăn này nó tuyệt vời như thế nào. Nó có tuyệt vời hơn là cua tôm hùm không? Đúng rồi. Nếm thử xem sao. Thèm não giải. Anh ở bếp mới dứt thử món coi. Lỡ có vấn đề gì thì hai anh đi trước. Lát tu một mình tôi dứt nguyên con cua. Anh bắt cái thứ à? Thì giờ anh cứ ăn trước đi. Mặn nữa không? Máu nó mặn. Máu nó hả? Máu nó không mặn. Mình phải thử nha. Máu nó hơi mặn. Hơi mặn xíu. Sao nhưng cũng vừa ăn vừa ngon thế. Đúng sao? Được. Món này ăn rất là tuyệt vời bạn em. Cho nên các bạn cứ làm thử ăn một cho biết. Ngon. Đúng mà ăn đồ bếp mình ăn có tâm ghê. Ăn gần quá. Ngon quá, ăn tiếp bây giờ. Đến thử miếng không? Thôi mai hai cứ ăn đi, mình quay phim, anh coi phim là chỉ có quay phim thôi. Không tin các bạn có thử làm thử đi mà biết xem cái món tiết canh cua hoàng đế. Các bạn đừng nên bỏ lãng phí cái máu của nó. Cái máu của nó làm tiết canh tạo ra một món nhậu mà say cả ngày á, đừng có nên bỏ. Bạn nào hay ăn á. Tất nhiên rồi. Cái giá là sao người ta biết rồi. Ăn rồi bếp. Bẻ cái thử cái con càng cua ra rồi bếp. Đây, tôi sẽ ăn thử trước cái càng cua. chết thiệt cái này. Mạnh tay lên rồi bếp. Rồi. Đây. Chết. Bếp trên núi mới xuống à. Bỏ vô miệng luôn cái thằng. Đây chấm nha. Thử thử siêu kìa. Ớt vậy mà ăn ngủ được hay thật. Đây thử thử ăn nha. Rất ngon rồi bà. Ngon không? Ngon. Tôi bảy cái ăn thử coi. Trời ơi. Hấp nước này. Đó. Ngon. Đúng không? Thịt nó vừa ngọt vừa ngon mà vừa cay vị vừa muối ớt nó vừa cay nồng rất ngon các bạn ạ. Đúng là cua hoàng đế ăn có vị có khác. Cua hoàng đế xin của cô bé bán cua. Nói chung cô bé bán cũng cho có tâm đúng không? Cho cua sống về mình làm. Cua sống. Chứ mình mấy cô bé kia cho cua chết thì mình bó tay về không lấy máu được đâu. Cua chết cua ộp nữa. Wow. Bóc ra. Hết chết rồi. Này đã không? Trời ơi nhìn nước nó chảy húp húp. Đây, tôi sẽ cho thử lại coi nè. Cay ghê, không có nào. Cay quá. Ngon quá hả? Cay. Thấy kinh khủng không? Đâu cay thấy gọi ngọt quá đúng không? Cay. Đắng quá hả? Nhìn ăn mà thèm nhỏ dãi. Đã. Không chưa được. Ấy chứ có giấy không ta? Ý là chùi nước miếng anh chùi nước miếng giùm em cái. Chùi đỡ đi. Anh chùi đi, chùi đi. Rồi, không sao. Ngon lắm bạn. Ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cách mà
làm đánh một tí canh của cua hoàng đế. Nó không tin các bạn cứ làm thử, đánh thử các bạn sẽ biết được cái mùi vị của tiết canh cua hoàng đế, ăn rất là ngọt. Nó vị ngọt của biển, cái máu nó hơi mặn mặn lờ lờ. Với cộng thêm mà cái gia vị của tôm, hành, ngò, đậu phộng, canh, nó tạo lên một hương vị rất là đặc biệt, là một món ăn đặc sản. Tiết canh cua hoàng đế, the rap in the Ketum. Ồ, ngạch như đồ hũ à. Trời ơi, một thâu ngạch luôn à. Trời ơi, phí quá, phí quá. Lấy cái tô. Phí quá. Rồi xong, không sao. Ngạch nó nè. Ngạch nó giống như tàu hũ á. Đúng rồi, tàu hũ, như tàu hũ luôn. Cái con trước với đâu có này ta, sau này nhiều quá ta. Kỳ lạ. Rồi một tô ngạch luôn nè, thấy không? Hà, hồi trước là mình mua con bị cô bán hàng á, cô lừa mình, cô kêu là cua sống mà thế là cua chết. Không có phải hôm bữa trước anh mua lộn cua đực không? Giờ là cua lần là như có người con cua cái sao? Chắc có lẽ đúng gì? Vậy. Anh nghĩ nó lớn như con đực cái cái khác nhau kia không có này, này là con cái chứ không. Con sống nó mới có, con chết không có. Em nghĩ con cái là có nhiều nước hơn con đực. Cô ngạch đầy lai láng, thử miếng ăn nó ngon. Ừ. Có bộ bở giống như đậu hũ á. Ừ. Ngon không? Ngon không? Nó bị nó hơi mặn xí. Hút hết ông nơi phim tí nên tí nữa ông cúp máy đâu ông dí ông quýnh á. ngon quá gì bỏ phí nữa. Anh chuyển nước miếng đi, anh chuyển nước miếng giùm em. Rồi anh biết rồi, biết rồi. Em hiểu, anh chuyển nước miếng đi cái. Em hiểu công việc, cái nghề. Tiếp tục. Cái nghề cameraman đó em hiểu vấn đề đó, em hiểu. Cameraman review bắt món ăn em hiểu. Cho nên em cảm thấy anh hay mang khẩu trang. Tất nhiên rồi, mình để người ta để không ai biết. Không ai biết nước miếng, không ai biết. Được. Quá đã. Chân đã. Nước chỉ đừng nước chảy. Chân ngọt. À chắc mỗi lần đi ăn chắc phải kiếm thêm cái băng keo cá nhân hay gì đó, chắc gai đâm đầu quá các bạn ơi. Thiệt tình luôn á. Ăn cuốn mông khổ vậy thiệt tình luôn. Đây tôi sẽ ngoáy nha, tôi sẽ ngoáy nha. Rồi chết rồi, bỏ phí quá. Ngoáy chưa rồi. Ngoáy siêu cay nè. Mời bạn nha. Công nhận hôm nay chấm mưa ớt nó ngon. Ngày thường mà toàn cay không. Ngày thường là ăn muối với muối không có ớt. Hôm nay có anh đầu bếp làm muối su cay rồi. Ừ. Nói gì nữa. Ăn cua phải xé vậy. Thế nên đa số nó thấy ăn càng là nhiều, ăn càng với là như ai mà biết ăn á, họ lại tiếc đánh tiết canh là nhiều. Mấy bạn mà không đánh tiết canh thường thường các bạn mà bỏ phí cái tiết của nó là làm dở đi một miếng ấy. Thôi chấm mùi nó rụng hết ra rồi. Ừ. Thôi. Quá. Đó. Canh. Cái món tiết canh chất lượng gấp mấy lần. Thịt đã ngon rồi, tiết canh mà ăn rất là ngon. Mà uống thêm một chút rượu nữa, uống cho đỡ tanh ruột là rất là tuyệt vời. Máu nó rất là ngọt. Ngọt liệu nè bạn. Máu nó ngọt lắm ạ. Ngọt giống như mà ăn giống như một cái gì hấp dẫn, nó cuốn trong cái miệng mình. Nó như là không thể cưỡng nổi được cái ngọt của máu của nó. Tiết canh này nè, rất là tuyệt vời. Không nói biết nói gì hơn từ tuyệt vời. Và ngày hôm nay tôi đã làm thành công cái món tiết canh cua hoàng đế. Và muốn sẽ đó các bạn cứ làm thử đi. Đừng nên bỏ lỡ cái tiết của cua hoàng đế nha. Mất công bỏ 5-6 triệu mua một con cua mà bỏ cái máu nó thì phí quá. Nên các bạn cứ làm thử một lần rồi biết. Nào, giờ anh em tôi đã thành công với cái món này rồi. Xin chào hẹn lại trong các video lần sau nha.